quý vị nhớ đừng có nói là con đi tu nhiều mà sao bây giờ con không có thịnh vượng như ngày xưa. Quý vị đi tu nhiều, cái tâm giải thoát nó càng cao, nó làm cho vật chất nó dính lại trong mạng nó thêm. Nó không có ra bên ngoài lại như ngày xưa. Ngày xưa là do gì trong mạng nó có sẵn mà mình háo hức, mình muốn có quá nên nó phát ra như vậy. Còn khi mà tu vào cái tâm giải thoát nó mạnh đó, là tức khắc nó ở trong mạng nằm im re trong đó, rồi nó xài đời đời kiếp kiếp mà còn đem đưa cho chúng sanh nữa. Tại vì mình không có tiền mà mình ăn mình vui, thì từ nơi đó Phật Bồ Tát gia hộ cho mình, thà có ăn không cần có nhiều. Đây mới là cái đặc biệt tự tại của một con người tu nè. Ôi, hiểu được nguyên lý này sướng lắm, hiểu không? Nó nên tất cả các cô đi về chùa mình nghe những đức nói dưỡng tâm đẹp chắc chắn luôn. Dưỡng tâm là đẹp liền, dưỡng cái tâm này là nó đẹp liền. Cái tâm mà nó an lạc đi, bây giờ mấy chú thanh niên này có xấu cái nào xấu, chỉ cần dưỡng cái tâm này an lạc thôi, xấu có duyên của xấu, đẹp có duyên của đẹp, lùng có duyên của lùng, mà lé có duyên của lé, hô những đức thì có duyên của hô. Chắc chắn luôn. Chỉ cần dưỡng cái tâm này nè, cái tâm này phải thiện, nhớ nghe. Nên lúc nào cũng sanh tâm hoan hỷ. Nên các cô trong nhà biết nha, những người vụ biết nha, những người làm công quả xung quanh nha, phải sanh tâm hoan hỷ. Lụm rác sanh tâm hoan hỷ, rửa nhà vệ sinh sanh tâm hoan hỷ, sắp dép sanh tâm hoan hỷ, làm tất cả việc giữ xe sanh tâm hoan hỷ, các việc đều phải sanh tâm hoan hỷ. Như vậy thì trong cái dịp lễ này đúng là công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn luôn. Tất cả người ngồi chánh điện sanh tâm hoan hỷ, ai cũng về đây sanh tâm hoan hỷ hết. Những đức nói nghe, chư tăng chư ni mà chỉ cần lụm cái phương pháp tu tịnh độ này thôi, cuộc đời quý vị ở tại cái cốc quý vị cứ niệm Phật đi. Những đức nói người ta đem tới chỗ cúng như quý vị luôn. Những đức tin 100% luôn, đem tới chỗ cúng luôn, đem tới chỗ cúng mà còn năn nỉ cúng, đóng cửa lại luôn. Vậy mà nó nó lấy cây nó dùi cái cốc lủng lỗ mà nó nhét tiền vô. Ôi, vì nói chuyện đơn giản hả? Ngày xưa mà đại lão hòa thượng Thanh Từ mà quý vị biết, người ta ở ngoài ta cặp tiền ta liệng vào trong cốc ngày người ta cúng cho quý vị. Vì sao? Vì không vô được mà phải cúng như vậy luôn đó. Tại vì sao phước báo quá vậy? Nên chỉ cần cái người niệm A Di Đà Phật là cái người đại phước báo. Quý vị coi một người quen que như những đức quý vị. Hôm qua tiếp phái đoàn cái nói, ủa con nghe thầy giảng con nghĩ rằng là chắc chắn là thầy phải có một cái trình độ gì thâm hậu lắm, đó là cháu. Tôi bất ngờ gần chết luôn. Mình đó, tại sao anh thì có tối ngày anh cứ chỉ trích tôi hoài. Trời là trời, anh nói tôi được trình độ thâm hậu tôi bất ngờ chết được. Thì bây giờ tôi nói thiệt với anh, tôi không dám nhắn tin là anh biết tôi trình độ cỡ nào á. Không dám nhắn một cái tin nhắn nào chứ. Mà ngộ con người mình sợ viết chữ sai chính tả. Mỗi lần mà mình viết một chữ hai chữ tin nhắn mình cũng viết. Chú Tâm Viên nói trời ơi thầy viết tin nhắn gì đâu mà dấu hỏi dấu sắc thì ghi kỹ dữ. Nói gì sợ viết sai, ghi dấu hỏi dấu sắc dấu chấm ghi kỹ hết vậy đó. Mà cuối cùng ta đọc cũng ra đọc tầm bậy nữa. Nó đúng là cái trình độ thâm hậu thấy ghê. Cái gì tôi nói với cái anh đó, nói trời anh cười chê tôi làm sao ấy trời. Tôi mà anh nói trình độ thâm hậu, nói tôi niệm Phật thì được, chứ nói trình độ thâm hậu thì không có. Nói, ủa sao tôi thấy, con thấy thầy lên giảng pháp gì đâu mà con nghe thầy giảng thao thao bất tuyệt, mà đâu phải mà dễ nhớ vậy. Con thấy con này học thức rất là nhiều mà con lên con hợp á, công việc của công ty con mà con nói có mấy câu mà con phải ghi chú, mà con nói trước quên sau, nói quên tá lả âm binh, mà sao thầy lên thầy giảng tiếng mấy giảng vèo vèo giảng ngon lành dữ vậy. Niệm Phật, anh cứ niệm Phật đi, nghe không? Rồi anh lên anh chia sẻ trước công chúng, anh đừng có nghĩ người ta khen hay người ta chê, anh cứ chân thật từ tâm anh nói đi, thì anh nói nó dễ lắm. Còn anh lên mà anh còn nghĩ anh dè dặt, anh phải tướng gì, phải vẽ mờ vẽ miệng sao, phải ăn gì thì anh sẽ nói không có được. Tại vì anh nghĩ gì anh nhiều quá, cái ngã nó che lý trí. Cái ngã là cái chướng đó nó làm cho mình tự tánh nó không hiển lộ được. Khi mà mình tự nhiên với công chúng mình niệm gì người thì tự tánh nó hiển lộ liền vậy đó. Cái tự tánh mình làm Phật nó viên mãn rồi, cái năng lực thần thông trí tuệ ở trong tự tánh nó viên mãn. Nhưng mà nó không phát ra được là do cái chướng là do cái ngã, cái buồn, cái giận.
mà nó che cái chỗ đó lại, nó chặn lại, nó không phát triển được. Nên quý vị tu mà càng sanh trí tuệ là ngay cái chỗ nào? Là do cái tâm sanh hoan hỷ, ít buồn người ta, là tự tánh tự hiện lộ. Có những cái bị nói nó rất phù hợp vào kinh giáo luôn vậy đó, nói ra là phù hợp vào kinh giáo liền à. Tại vì sao? Tự tánh hiển lộ. Cái chuyện này không có khó làm, mà khó là ngay cái chỗ chúng ta chấp nặng, chúng ta nặng quá. Nên quý vị đi đến chùa, có những ngôi chùa hướng dẫn mình tự nhiên cái gì cũng không được chứ, cái gì cũng không được chứ. Mà quý vị đến gặp những đức là niệm Phật là sao cũng được chứ. Tại vì sao? Chư tổ sư đã nói rõ ràng là căn tính nào niệm Phật thành tựu theo căn tính này. Chỉ cần người này tính nguyện niệm Phật thì căn tính nào niệm Phật thành tựu theo căn tính ấy à. Bà mập niệm Phật thì bà mập giảng sanh, bà ốm niệm Phật thì bà ốm giảng sanh, bà lùn niệm Phật thì bà lùn giảng sanh. Hiểu chưa? Bà bầu niệm Phật thì bà bầu đẻ rồi giảng sanh. Hiểu không? Nên từ nơi đó cái căn tính nào niệm Phật mà tính nguyện cầu sanh cực lạc thì căn tính đó giảng sanh. Tuyệt vời như vậy đó quý vị. Ồ, cái pháp môn tịnh độ này tuyệt vời quá. Nói, nếu mà con người cư sĩ hay xuất gia gì cũng vậy, gặp được cái pháp môn tịnh độ này cứ dành nhiều thời gian dưỡng tâm. Nhớ nha, quý vị thấy không? Từ đời xưa tới nay con người người ta cứ dành hết thời gian để kiếm tiền, người ta quên mất tiêu. Đúng là bây giờ quý vị phải gặp bí quyết. Có bí quyết rồi, không phải làm nhiều mà giàu. Sai rồi. Như vậy thì như thế nào mới giàu thầy? Dưỡng cái tâm á, dưỡng cái tâm an lạc không buồn người, dưỡng cái tâm biết đủ đó đó. Rồi có được bao nhiêu á, kết duyên với người ta còn bao nhiêu mình đủ sống là được rồi. Dưỡng cái tâm thiện đó đó thì tức khắc thịnh vượng gia đạo liền. À, vừa khỏe nè, vừa an lạc nè, vừa tự tại nè, cuối đời còn được giải thoát nữa. Đúng là Phật nói của báo mà từ xưa tới giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì chỉ nghe của báo thôi, chúng ta không cảm được của báo. Bây giờ chúng ta vào pháp môn tịnh độ này, chúng ta mới thấy đúng là pháp của Phật là của báo. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói tại sao đệ tử của ta mà đi làm các cung tử, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đi làm các cung tử. Đúng ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sống tới 100 tuổi mà ngày mới nhập Niết Bàn. Vì mà ngày nhập Niết Bàn năm 80 tuổi để chừa lại 20 năm phước báo cho tất cả người xuất gia hưởng cái phước đó. Dù là tu lộn xộn mà cái hình tướng xuất gia vẫn có cơm ăn áo bặm. Thấy chưa? Tại vì ngày thương chúng sanh, ngày để lại 20 năm đó đó phước báo đó để cho chúng sanh được nhờ. Quý vị biết như vậy thì cái người tu chúng ta làm gì khổ? Không có khổ. Người tu là không có khổ, mà khổ là ngay cái tâm không biết đủ. Đây gọi là chướng ngại, chướng ngại cái tâm tu đạo mà không được an lạc. Nên quý vị nhớ nha, từ hôm nay đã biết tu rồi, đừng có buồn giận người ta để trong tâm nữa. Bây giờ tất cả người ngồi ở đây này, chánh điện trên, chánh điện dưới, ngồi bên kia, ngồi tùm lum, bây giờ nhớ nè, hỏi lại lương tâm mình, còn buồn ai không? Nó, còn buồn ai không? 4 ngày ở đây vừa nghe pháp như vậy để nó bào mòn bớt đi, rồi tối á, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát niệm vậy chắc người ta xung quanh đây người ta cũng vui lắm, đúng không? Mà nhẹ nha, Quan Thế Âm Bồ Tát mà còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì khỏe lắm. Cái cách niệm này nó rất là khỏe mà nó cũng có duyên nè. Thấy không? Ví dụ như như đức Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị, Quan Thế Âm Bồ Tát. Có duyên gì đâu, hiểu không? Mà cổ nó nhẹ vô cùng, nhẹ luôn, phải không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, mỗi danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà niệm 2000 danh hiệu gì thì tức khắc cái tâm từ bi á, từ cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm âm hưởng vào tâm quý vị luôn. Khi âm hưởng cái tâm từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì tức khắc nỗi buồn kia tan biến liền. 100% là nỗi buồn tan biến liền. Quý vị biết rằng á, chúng ta là cái căn tính á, phiền não nhiều lắm. Cái căn tính phiền não rất là nhiều. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà lúc đổ mồ hôi mà đạp y hoài mà còn quay lại nhìn cái y. Đạp hoài. Trong bụng lúc đó nghe,
cái cô này cũng may y gì đâu mà nó rộng thênh thang đạp hoài bực bội thấy ghê. À, thấy không, thằng tính phiền não thì ghê. Chứ lúc đó nghe vậy đó nghe, mà cứ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 20 lại sao, tự nhiên nghĩ người ta may y cho mày bạn rồi mày còn trách người ta. Lạ chưa, vì thấy hay chưa, đúng là danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó quá giải cái tâm hận thù, cái tâm không vừa lòng không vừa ý, thấy chưa. Không chỉ quý vị lại 2000 lại, quý vị lại 2000 lại, quý vị có quyền, quý vị Quán Thế Âm Bồ Tát quý vị la bao nhiêu cũng được, tùy khả năng quý vị luôn. Thì bị la sạch tất cả những cái tâm u uất trong lòng, sạch cho hết luôn. Sạch hết luôn đó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Đó rồi đây là cơ hội hy hữu đó. Nên cái người nào mà tính bữa nay lễ bữa nữa mà rồi xong á là đi gì á, nó nói uổng lắm. Quá uổng. Thôi ôi còn có ngày nữa. Còn ngày nó tới Cực Lạc mà đi gì. Chớ ra ta bà. Là khổ ghê, thấy không? Là cơ hội nè, cơ hội đó nghe. Nó không muốn nghe tin tức cái gì chứ. Nhớ điện thoại tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi coi chừng có tin tức. Mở điện thoại coi chừng có tin tức đó, chứ đừng nói chuyện giỡn giờ. À, bây giờ phải quyết tâm, phải quyết tâm chuyến này phải lại cho hết. Thì tắt nguồn điện thoại liền để làm chi? Tin tức nó báo bây giờ. Nghiệp duyên nó đâu có cho mình làm tới cùng được. Muốn làm tới cùng này không biết cái gì, ở đây là hoàn toàn tin Phật Bồ Tát luôn. Cái gì cũng Phật Bồ Tát sắp xếp, nhà cái gì cũng Phật Bồ Tát sắp xếp hết. Chúng ta cứ tin như vậy đi. Quý vị mà tin đến mức này đó nghe, thì chắc chắn là quý vị thoải mái, an lạc tâm dữ lắm. Nhớ đó. Như vậy đó thì mới tu yên được. Còn tu xong mà về ra ngoài mở điện thoại ra nghe. Bấm 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 bấm. Gọi. Ôi sao anh? À, con cái nhà sao rồi? Có đưa mấy đứa đi học đàng hoàng không? Nhỏ nó bệnh rồi kìa, tranh thủ về đi. Mày ở ngày nó chết queo rồi mày đúng rồi. Mày đừng có trách tao nha. Nó có là gì rồi mày cũng ra khỏi nhà tao luôn. Rồi xong. Cái cảm giác lại Bồ Tát Quán Thế Âm, cái lời ông thầy Đức nói mấy ngày nay bỏ vô túi. Đi dọc đường gió bay mất tiêu. Đâu có bỏ vào tâm, bỏ vô túi mà đi dọc đường á, móc này móc kia ra ăn, cuối cùng móc ngày nhầm cục kẹo rồi, rồi là lấy cái tấm giấy đó liền luôn, rồi xong quên mất tiêu. Thấy không? Là ảnh hưởng rồi đó, thấy chưa? Còn nếu như toàn tâm toàn ý tin vào Phật Bồ Tát thì trước nhất cái chương trình hôm nay đi tu đã quy trình rồi, là quy trình, không nói gì. Quyết chí là quyết chí, làm tới cùng luôn. Những đức thường nói với đại chúng trong chùa, mình là phàm phu mình còn thương chúng sanh như vậy, Phật Bồ Tát thương đó, chúng sanh còn gấp 1000 lần mình. Mình không tin Phật Bồ Tát sao? Nếu như gia đạo gia đình của mình tới chừng nào tu, chừng nào tu, Phật Bồ Tát dù mình chưa đến, Phật Bồ Tát cũng cử người đến đi độ. Còn gia đạo chưa đến lúc thì đừng có phan duyên. Tại vì sao? Mình là phàm phu mình còn có cái tâm dẫn dắt người ta tu nè. Không chỉ Phật Bồ Tát làm gì bỏ một chúng sanh đã đến lúc được độ. Nhưng mà là vì người ta chưa đủ duyên, thì chưa đến mà mình đi khoan duyên, người ta còn không tiếp nhận, mà ta còn quay ngược phỉ báng thì thua. Nên chúng ta là người gặp Phật Pháp, chúng ta phải nuôi dưỡng được cái tâm tu của mình. Tu làm sao mà mình an lạc, mình tự tại được. Còn người ta không tu, kệ người ta, mình cứ an lạc đi. Gương mặt lúc nào cũng tươi vui cười. Vì biết những đức ở trong chùa đi tu tới bây giờ là 10 mấy năm không về nhà. Không về thiệt. Không có về nhà. Mà quý vị coi cái chương trình Dí Quan Âm Bồ Tát nè, cô chú dì cháu chích chí chét vô ào ào luôn. À, thì thấy rõ ràng không? Đó, tại vì sao? Người ta thấy quý vị tu an lạc, thấy mình tu có lợi ích. Thí dụ như mình làm một cái gì lợi ích thì tức khắc người ta sẽ làm theo. Trước nhất mình phải dành thời gian để mình được lợi ích trước. Nên Phật mới nói trong kinh rằng là muốn độ người thì trước nhất phải tự độ. Bản thân mình muốn đem Phật Pháp giới thiệu thì mình phải được lợi ích trong Phật Pháp. Chứ bây giờ mình mới nghe cái mình chưa được lợi ích gì, chưa có được cái nền móng chắc chắn, mà mình gặp họ mình nói này nói kia, họ nói mới tu vậy đờ xạo vậy, mai mốt có chuyện gì chết chứ tao. Nó canh mình nghe, nó canh mình đó. Có chuyện đó chứ không có chuyện giỡn đâu. Mình yên yên mình tu đi. Nó thấy mình an lạc quá, chị
thấy chị đi chùa sao thấy chị này vui quá à, chủ nhật này cho tôi đi hả? Đi lên trên tu nghe không, chùa trên nó tu dữ lắm á, đi lên trên bỏ thuốc giùm tôi thì ngày nay không hút thuốc thì tôi cho dẫn cho đi, chứ lên trên mà hút thuốc rồi đi lặng lặng quanh chùa tôi không dẫn đi đâu, mình làm giá một chút, làm giá nó xin mình mà, chứ mình đừng có nghe, vừa nghe nó cho em đi với nó. Ừ được. Ủa, là lúc trước giờ chị rủ em hoài, hôm nay em muốn đi được, đi chị lên trên, giống như mình quá cần người ta, người ta lên ta làm giá ngược lại mình, bây giờ người ta xin mình làm giá ngược lại luôn. Đi trên nó tu nghe không, tôi an lạc đụng gì là do tôi tu á, tôi xin niệm Phật dữ lắm, đi đứng làm ngồi thì niệm Phật không á, nó tu với mà tôi buông được nhiều thứ lắm. Hồi xưa tôi dặn ai mấy ngày tôi không buông, bữa nay tôi buông hết trơn rồi, tôi khỏe lắm, nhờ nghe pháp niệm Phật nghe không. Lên trên cố gắng tu để mắc mặt á, lên trên mà không lo tu thì mấy thầy biết được mắc cỡ dữ lắm. Ừ em cố gắng vô đứa nào dính đứa đấy á, đúng không? Dẫn người đi chắc người, đúng chưa? Đó, quý vị biết dẫn đòn đi cũng phải nhắc họ vậy đó, đúng không? Bao tiền xe rồi cho họ đi, đừng có nói chị bao tiền xe cho đi đó, lên trẻ nó tu được nhiều tu, nó nghĩ còn quá gần mình, nó không chịu tu luôn, hiểu không? Tôi bao tiền xe cho đi đó nha, mà đi mà cỡ nào cỡ cũng phải kiếm một chút định vốn đó chứ, đừng nói không thôi là tôi hưởng hết trơn luôn. Tại vì tôi bỏ tiền ra nên tu nhiêu phải trả cho tôi cái vốn gì chị, vốn phước báo đưa cho tôi hết trơn rồi, còn về không có được miếng tan nào đem về chứ là uổng cái công đi, nên tôi bỏ tiền xe ra tôi bao tu quét nhiều thêm chút nữa nghe thở, niệm Phật đồ tu cho nhiều chút nữa nghe không, trừ qua sức lại còn vốn còn dư một chút, nghe chưa? Đó, nên quý vị biết phải hiểu nguyên lý này nghe. Quý vị nhớ nghe, cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ, nói chuyện đùa hả? Quý vị nói bây giờ thí dụ như mình đi tu mà nói mình khó khăn quá, người ta bao cho mình một cái vé xe đi, không phải là người ta bao, mà là trong mạng mình có tiền cái vé xe này, hiểu không? Có tiền cái vé xe này, mà có khi mình còn cái tiền đi xe đó, nhưng mà mình nói bây giờ nếu bỏ tiền ra đi thì tiền này lấy đâu xài, mình chưa tin Phật Bồ Tát đúng không? Nên mình nói em có tiền chị ơi, cái người ta bao vé xe cho mình đi, chứ thật sự là mình có tiền cái vé xe, có tiền cái vé xe, mà trong mạng thêm là trong mạng mình cũng có tiền cái vé xe luôn thì người ta mới bao cho mình được. Nói là người ta bao mà còn phải cảm ơn người ta, mà cuối cùng thì chúng ta phải như thế nào? Cuối cùng chúng ta cũng phải lấy của trong mạng mình để bỏ ra, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai mà cho ai. Bây giờ cha mẹ nói bây giờ của cải của cha mẹ để lại cho con tầm bậy cực cả đời là phải rồi, làm gì của cải để lại cho con. Đứa con nếu như mà cái bụng của nó chứa có 1 ký, quý vị để lại cho nó 10 ký, đặng nó nhét vô, đặng nó bể bao tử nó chết hả? Cái phước của nó chỉ có 1 ký thôi, quý vị để lại cho nó 10 ký được không? Quý vị đưa cho nó 10 ký thì nó tức khắc đi làm chuyện bậy bạ để hao hụt 9 ký. Khi hao hụt 9 ký rồi, nó đã tạo nghiệp 9 ký rồi, vậy thì 1 ký kia nó hưởng được không? Đố mà nó hưởng được luôn, nó phạm sạch luôn, thì của 1 ký kia nó cũng không cầm được. Nên khi của cải của cha mẹ đưa lại cho con thì tức khắc con tan gia bại sản liền. Vì sao? Vì trong mạng nó không có phước. Như vậy thì cách nào là cách để cho con mình hưởng được phước? Là cách phải tu phước, tạo phước cho nó từ khi còn nhỏ. Nó mới là một đứa tâm thiện, tâm lượng rộng rãi, rồi biết thương người, thì đứa này là đứa có phước. Khi phước nó quá dày, không cần để của luôn, không cần để của mà nó vẫn tạo được sự nghiệp luôn. Đây mới là thật sự bậc chí ta làm, đúng không? Nhiều người làm cha làm mẹ là khổ cả đời. Vì cái lý do gì? Tôi không muốn con tôi khổ. Tầm bậy. Nếu mà là như vậy thì Đức Phật Đức Phật từ bi còn gấp 100 lần cha mẹ mình. Đức Phật từ bi còn gấp 100 lần cha mẹ mình thì Đức Phật làm sao để cho mình khổ? Và cái phước Đức Phật cực kỳ dày luôn thì làm sao để cho mình khổ? Nhưng Đức Phật chỉ mình phương pháp để tạo
chứ không phải là Đức Phật cầm của cải cho mình, không phải. Nên bậc trí tuệ làm việc này, còn phàm phu chúng ta là đi làm cái chuyện là nói là tôi cho, nên cuối cùng là mình khổ, hiểu chưa? Mình khổ là do gì? Mình phải nặng căn nặng gánh, gọi là nghĩ mình tạo ra đi cho con, không phải, mà là phước của con có mới hưởng được. Nguyên lý này quý vị phải nắm 100% là như vậy đó, phải tin đó. Nên người làm cha làm mẹ mà nghe được công đoạn này thì quý vị vô cùng là tự tại, vô cùng là khỏe re như bò kéo xe. Quá khỏe. Vậy thì nói vậy từ hôm nay con không cần lo làm ăn gì hết thầy. Không phù hợp. Phải làm ăn nhưng không phải như ngày xưa. Làm ăn nhưng không phải như ngày xưa. Ngày xưa thì làm cả ngày lắng đi, làm bù đầu bù cổ, làm đến nỗi mà tóc tai không gọi được luôn, chí trên đầu tùm lum. Làm đến mức mà buôn bán nhà cửa đồ đạc không biết dọn dẹp luôn, kiếm tiền đến mức như vậy luôn. Có những cái nơi mà bán tiệm tạp hóa mà để đồ tùm lum đến nỗi mà ăn cơm quên dọn cái chén, để cái chén canh mà quên ăn để thiêu mốc luôn. Kiếm tiền đến mức như vậy thì quý vị coi con người chúng ta khổ đến mức nào chưa? Nói quý vị coi á. Nó nên từ nơi đó bây giờ phải luyện cái gì? Luyện phước báo, tạo nội tâm an lạc, quan hỷ. Đây là cái gì cực kỳ đặc biệt. Nên quý vị nhớ, người tu đạo của chúng ta nghe được Phật Pháp rồi thì có những điều mà trong cuộc đời của người chúng ta không nên làm, những nghề nghiệp không nên làm. Một là nghề gì? Chứa bài bạc. Gia đình chứa bài bạc tuyệt đối đừng làm. Đừng có nói tết nhất gì mà đi chứa bài đi, để mà sâu khỏi đi. Nghề này không nên làm. Cờ bạc là bác thằng bằng mình giúp cho người ta quýnh bài, gia đình người ta tan nát. Mình hưởng cái tiền này là hưởng cái tiền quả tai, hiểu không? Nó quýnh bài xong về hay chồng nó quýnh lộn, mà do mình tạo cơ hội cho người ta quýnh bài nên vợ chồng gia đình người ta tan nát, mình chịu quả báo. Nghề này không nên làm luôn. Đừng có làm. Chứa đá gà, hai con gà nó cầm dao nó chém chẹt chẹt, cuối cùng quý vị tạo một cái xăng cho nó, gà nó đá nó trồng cửa, giống như hai người cầm dao chém, mà nó chém đổ máu xong thì nó chung cho mình chút đỉnh tiền, tiền sâu, hiểu chưa? Quý vị coi cái gia đạo nào mà gọi là con cái đá gà, cái nơi nào mà có một cái xăng gà để cho đá, thì quý vị coi chờ coi gia đình đó, gia đình nó có khi sanh con ra tự nhiên con bị đâm. Cái nghiệp quả kỳ cục vậy đó, không đơn giản đâu trời. Mà cái gia đạo nào những đứa nhớ ở dưới quê, như đứa có một cái xóm chiên đá gà, nguyên một cái xóm nó nghèo tơ, sơ nghèo sát, nhà toàn là rác, không có tiền bạc gì luôn, nghèo đến mức như vậy đó. Vì mỗi ngày là bắt người ta chém nhau đi kiếm tiền, thấy không? Nghề này không nên làm. Nhà chứa gái mại dâm, đây là quý vị sẽ thấy sanh ra con gái hay không. Nhà này thường sanh ra con gái, chứa gái mại dâm, nhà sanh ra con gái, rồi cuối cùng con gái mình đi làm nghề mại dâm, nhân quả nó ghê lắm quý vị ơi. Rồi cái quả báo đó nó bị kiếm tiền không có tồn tại đâu. Gia đạo dù giàu trước mắt nha, nhưng do trong mạng có phước, nhưng làm cái nghề này gia đạo nó sụp đổ một phát nhanh cấp kỳ. Số đề số đuôi à, không, thấy chưa? Ai làm cái nghề này buổi chiều cái buổi sáng cái cầm cái cọc số đi ghi cho người ta ha, đi ghi số đề số đuôi cho người ta ha. Rồi mấy cái người đó là thường nhiều chuyện, mà thường ưa nằm mơ nữa. Người quýnh để số đề số đuôi là ưa làm mơ, ưa nằm mơ, nằm mơ nằm mộng. Rồi có khi đi đến cái mộ nào mới chết thì cầu số nữa chứ. Ưa gặp ưa nói chuyện cứ khơ, con gà chạy ngang cái bàn đề, con chó xì cầu que chạy ngang bàn đề. Nghĩa là đã là ghiền đề thì gặp cái gì cũng bàn đề. Gặp bà mạch đi ngang đi ẹo ẹo cũng bàn đề. Nhiều chuyện đến mức kinh khủng, ngồi lại cái hỏi: chị bữa nay định quýnh con gì? Hồi tối tôi nằm mơ tôi thấy ông nội tôi, ông nội tướng sao sao chết năm mấy ngày mấy, vậy mà bàn vậy. Mà cái này chắc quýnh số đó số đó, rồi phải quýnh thêm cái số bọc nữa, bọc lại lỡ mà cái này nó không dính dính cái kia. Mà bàn đề là bàn ghê lắm, thấy chưa?
nó bắt đầu là đi lang thang, cầm cái cùi số đi đi ghi, tạo điều kiện cho người ta ghi đề, đúng không? Những cái nghề này đừng có làm, mình đã nghe đạo rồi đừng có làm, nhớ nghe. Cho dai ăn lời cắt cổ. Thấy không? Cho dai ăn lời cắt cổ, biết đạo rồi bỏ nghề đi bạn. Cho dai ăn lời cắt cổ nguy hiểm lắm nghe. Quý vị có tiền quý vị gặp người ta khổ quá giúp cho người ta, anh chị em gì đó khổ quá mình giúp được mình giúp, hiểu không? Mà nhớ, người tu hành cho mèo mượn tiền đừng nghĩ người ta trả. Đây là kẻ trí tuệ nè. Cho mượn mà đừng nghĩ trả mới ghê chứ. Tại vì sao? Vì nếu như á mình đã từng giật nợ nó thì bây giờ nó mượn thì nó quỵt luôn. Còn nếu như mình đã từng không quỵt nợ nó thì nó mượn thì chắc chắn nó trả. Cỡ nào nó cũng trả. Còn nếu như mình đã từng thiếu nợ nó thì mình đưa cho nó là nó đi mất tiền. Mà ngộ tay có khi còn tức nữa. Tức cái gì? Biết gì tôi nói rồi, bữa đó tôi nghi rồi, tôi nghĩ là không đưa. Nó nói hoài cuối cùng tao đưa. Có nhiều màu mà gom từng chút tiền chơi với bạn bè nó nói này nói kia, xong cái nó này nói kia, nó đầu tiên là không muốn đưa mà nó nói ngọt chút đưa, cái mai mốt nó giật đi mất tiêu. Cái nó, bởi vì tao nói tao có linh tính, bởi tao nghi con nhỏ này nó mượn nó không trả. Mày nghi sao mày còn đưa, nó ngọt quá tao chịu không nổi tao đưa luôn. Không phải lý do đó, lý do là cái gì? Lý do là mình đã từng thiếu nợ nó. Mình đã từng thiếu nợ nó qua cái cách làm này nè. Hiểu chưa? Trong đời kiếp nào mình đã từng thiếu nợ nó qua cái cách này, nên nó cũng dùng qua cái cách này để nó lấy mình. Thấy không? Không có giỡn đâu nghe. Đó, nên từ nơi đó mà thôi. Chúng ta là người tu hành nhớ nè, cho mượn tiền đừng suy nghĩ người ta trả. Trả cũng được, không trả cũng được. Như vậy thì là thật sự biết Phật pháp, không bị phiền não. Gặp người ta khổ thì cứ giúp đi, còn chừng nào ta trả không trả thôi. Đó thì quý vị là người thật sự là hiểu biết Phật pháp đó. Đâu có tiêu à? Gia đình làm nghề sát sanh, hiểu không? Gia đình làm nghề sát sanh không bao giờ tồn tại. Những đức là nấu ăn nè, biết rất là nhiều người mở nhà hàng, đồ nhà hàng phát triển thành phố nè. Trong vòng 10 năm, những đức đi tu 10 năm thì những anh em mà bên ngành nhà hàng á, quán ăn đến nói những đức rằng những nhà hàng đó giờ sạch tiệm hết. Nghèo đến mức mà bây giờ không có nhà ở luôn, trong khi giàu cực kỳ giàu luôn mà làm nghề sát sanh, hải sản tươi sống, quán cá kèo, hoặc là những cái quán mà gọi là toàn là đồ ăn tươi sống, loại đồ ăn này đồ ăn kia, quán thịt chó, thịt bò, thịt cầy đồ, tiêu sạch hết trơn. Quý vị biết mà nó sụp đổ xuống một cái nó còn kính hơn người nghèo bình thường. Tại vì cái nghề sát sanh, nó quý vị biết rằng cái chú Nguyễn Văn Công ngày xưa mà ung thư xương mà lên tỉnh Thác Quan Âm mà hộ niệm không? Quý vị biết rằng mẹ chú cắt cổ gà, đập đầu chó, kiếm tiền rất là nhiều, vậy mà con chết lặng tới chú là gia đình không còn một cắt bạc luôn, sạch sẽ luôn, nhờ cái phước duyên đi vào trong chùa được chùa hộ niệm. Chính như Đức nhận cái ca chú Nguyễn Văn Công đó chứ ai. Kinh khủng thiệt, đúng là nghiệp duyên nó lạ thiệt. Trời ơi, cái nghề sát sanh, cái nghiệp duyên gì mà kỳ cục. Cái ung thư xương tự nhiên cái chăn đầu gối nó bự, thiệt là bự, nó to vậy nè, mà ở trong nó có một cái lỗ bự lớn nè. Tại sao mà kỳ cục vậy? Tại sao cái chân bự vậy mà nó không xẹp xuống, trong khi trước giữa nó còn cái lỗ bự lớn nữa, vậy mà nó u lên bự, thiệt là bự vậy nè. Rồi mỗi ngày cái chân người ta có chút xíu xíu mà nó u bự lên đến cái mức như vậy. Nó cút toàn thân vào ngay cái chân, cái chỗ mà cái một bự đó đó. Rồi ngày nào hộ niệm cũng lấy cái tay móc thật túi á, ngày nào cũng móc. Ào, ào, nhào. Chú Thanh Sơn ngày xưa vậy. Còn những đức thì vô hộ niệm chứ những đức có móc nghe. Những đức đi vô hộ niệm mà nó thúi không tưởng tượng được. Trời ơi trời, đúng là con người ta là thúi nhất. Trong tất cả cái thứ thúi thì con người ta là thúi ác đảng. Thúi thấy ghê, trời trời. Vị biết rằng nó nghe, sáng nào cũng moi thịt thúi của ổng ra một chén. Những đức nói trời, cái chén này mà dùng chắc bổ dữ lắm. Kinh khủng đi rồi, ngày nào cũng moi ra một chén. Cứ móc ra một chén mà một tháng sao mới đi.
mà vậy mà nó đau kinh khủng như vậy đó. Chú vừa mắc một phát là tự nhiên á, rồi nó tràn nước ra. Trời ơi, thôi mình thấy rồi. Bởi vì mình mà đi hộ niệm cho người ta mà mình thấy người chết rồi, giết mình hiền luôn. Có giữ cái nào giết cũng hiền, keo kiệt giết cũng rộng rãi. Tại vì thấy rồi, trời ơi, bây giờ cái của bên ngoài mà có cầm theo được đâu, cái thân của mình mà nó còn bỏ mình nè. Cái thân mình nè, mình thương mình trao chuốt nó mà nó bỏ mình nè. Rồi nó chết trong vòng thời gian ngắn thôi mà nó thúi ùm. Lúc mình còn sống có khi mà mình vợ mình hay gì hay chồng mình thương mình hôn chục chục. Vậy đó mà nó chết rồi mà nó mà vừa mà mười mấy tiếng sau hôn nổi không? Nhìn mà cái mặt xanh lè xanh lét mắt. Mà nó mùi tử khí nó bay ra hôn nổi không? Nên từ đó tình thương gì mà chân thật ở thế gian này chợ. Lúc còn sống mặt hoa da phấn nó còn nửng nửng nó còn hung hung, chứ lúc mà già một chút thôi, nhăn nheo một chút thôi nó đã không nửng nổi rồi. Có nhiều cô đây, mấy cô thấy ngày xưa nó mới cưới về nó còn hung lai rai đúng không, bây giờ nó có hung được mấy gái đâu. Lâu lâu cũng buồn muốn chết, lâu lâu thấy tuổi thân phận má hồng, mấy chồng đi sớm về muộn không để ý gõ gàng gì tới, không thương yêu gì chứ. Ngày xưa thì nó thương yêu mà nó khi đi tắm nó cùng bồng đi tắm. Vậy mà bây giờ đẻ cho nó một hai đứa con mặt mày á, thấy mèo nghèo tờ chỗ tàn nhang rồi thấy đẻ mấy đứa con rồi xuống sắc cái nó tóc tai thì không được như ngày xưa. Càng ngày càng lớn tuổi già mà người phụ nữ nó xuống mau người đàn ông, do tâm trạng lo âu và sanh đẻ nó hao cái năng lượng mình dữ quá, nên tự nhiên nó già rồi tự nhiên lúc đó mà có cái tháng nó không hung cái mà gặp mà không biết tu, kiểu nó đi sớm về muộn, nó ghen ác đạn, mà càng ghen thì nó càng xấu. Cái kiểu nó đi hoài luôn, nó về nó gặp vợ nó chán, nó đi tìm bên ngoài không gặp mà không biết tu, mấy ông nó vậy đó. Thì bắt đầu là sao, ghen mà càng xấu, mà càng ghen thì càng xấu. Nên mấy bà mà ghen là mấy bà dại lắm. Mấy bà phải giữ nhan sắc bằng mình bằng cách gì, cái tâm trạng phải an lạc á, cái tâm trạng phải vui. Người ta đi ra ngoài nó làm ăn, nó đi sao mình biết, nó mà hư rồi bị cản nó cũng không được. Mình phải tin chỗ này, con người ta đã muốn hư thì bị cản chờ tao không nổi nữa, nó cũng hư rồi. Bây giờ nó đã muốn hư mà mình nằm ở nhà mình cứ chằn chọc ăn không ngon ngủ không yên, mình nghĩ không biết nó đi đâu. Trời ơi trời, chồng nó thương mình, bây giờ nó đi thương con nhỏ khác, đau tức chết được. Trời ơi, thì bây giờ tất cả mấy bà ghen phải là mấy bà nghĩ nó thương mấy bà không? Mấy bà nghĩ nó thương mấy bà mà bây giờ nó đi thương người khác, mấy bà không chịu chia. Cũng vì ái nhiễm ngu si mà mình không chia cái chỗ đó được, mình tức. Mình nghĩ đến nó mà hung con nào là mình tức ói ghen, ói mở ra vậy đó. Hiểu chưa? Đó, nên mới đi đánh ghen. Nó mà đã là nó như vậy rồi còn đi đánh con nhỏ kia. Nếu mà suy nghĩ tu học mà hiểu ra rồi mình mới thấy ra rõ ràng. Bao nhiêu năm nay cũng vì cái cụ lôi này mà mình khổ. Hiểu chưa? Bây giờ có cái tên nó nhảy vô nó lụm cái cù lôi mà mình đi giật về nữa. Hiểu chưa? Cái cù lôi ghẻ bao nhiêu năm nay. Thôi được rồi, cho em đó em. Đúng ra mới mua quà lại cho con nhỏ vợ nhỏ. Đó mới là thật sự tâm lượng rộng lớn, hiểu biết. Cầm quà đến, gõ cửa, nhỏ vợ nhỏ thì nó biết vợ lớn. Mình cũng biết nhỏ vợ nhỏ mình lợ, gõ cửa, nó vừa mở cửa nó gặp mình đóng cái rầm nó, em Phan, chị đến không có lý do gì ngoài cảm ơn em hết. Em nhìn mặt chị có phải đánh ghen hay không? Không bao giờ em à. Chị đã hiểu rồi, chị đã hiểu sự việc của cuộc đời rồi em à. À, bao nhiêu năm nay là cũng vì cái cụ lôi này mà khổ lắm. Nên bây giờ em vớt cái cù lôi đi giùm chị. Chị xin cảm ơn em. Hồi nãy vừa đi ngang ra chợ mua 5 kg quýt cho em tẩm bổ cho nhan sắc em được đẹp nha. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi nhan sắc cho đẹp. Để cái cù lôi đó đừng kiếm chi.
Tôi kiếm em đi đó, đừng có kiếm chị nữa. À, bây giờ chị chỉ em nghe, chị chỉ em một phương pháp giữ nhan sắc đẹp là em mà đừng có bận tâm nặng nề quá nha. Em nên vui vẻ nghe. Mình là người phụ nữ như hoa vậy đó, em nghe em không? Hoa mà tươi thì người ta thích ngắm nhìn. Còn nếu như hoa mà khô khan mà tàn tạ thì ai mà nhìn chi? Nên em phải giữ nhan sắc em thì em mới có thể giữ được chồng của chị. Nhỏ kia tay chân gì run rẩy hết chừng. Trời ơi, trời xưa chưa từng thấy người đàn bà nào. Cái câu người xưa nói ớt nào mà ớt chẳng cay, mà gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nên từ nơi đó mà cái bà này tại sao mà bà có thể cỡ mở được tâm tư như vậy. Có khi mình độ luôn đó nha. Mình độ con nhỏ đó luôn chứ không phải giỡn. Qua cái tâm đó là mình độ luôn. Nó đi tìm mình, nó hỏi chuyện. Chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Mấy bà mà hiểu được nguyên lý này nghe. Vừa không mắc chồng mà chồng nó đi theo, nó đeo theo, nó mê. Vì sao? Vì mấy bà quá tuyệt vời. Còn tại sao nó bỏ mấy bà? Cái đúng một lý do là do mấy bà quá mê nó. Tôi là đàn ông tôi biết, nên tôi chỉ mấy bà. Bây giờ mấy ông ở đây thì chúng ta ít quá thôi, chúng ta đi vô phía sau, không cần nói tới. Mấy ông ở đây là bà đông quá mình. Thấy không? Mình nên giúp cho các chị em à, giúp cho các chị em để nung đúc tinh thần. Bởi vì quý vị biết thấy nhân viên Nhân Đức không? Nhân viên Nhân Đức với phái nữ đông. Mình đã là biết cái nhân viên mình với phái nữ đông thì lúc nào mình giảng pháp mình nâng phái nữ lên. Còn nếu mà hạ là xuống bù là đánh chết. Bây giờ nguyên một cái dạng này mà lỡ mà mỗi bà mà thổi mình một cái không mình cũng chết rồi. Thổi càng quýnh, thổi cái thôi xỉu. Nó dòng do chứ ha. Nó nên từ nơi đó mấy bà mất chồng là do gì? Lý do mấy bà quá mê. Và mấy bà hỏi đon, hỏi ren, hỏi này, hỏi kia. Nên người đàn ông nó quay ngược lại vấn đề. Quay ngược cái gì? Nó quá mê rồi, có bỏ đợi ở nhà cũng không bao giờ dám bỏ mình. À, cái nguyên lý này mà nó cương với mình. Thấy không? Nó ngang ngược với mình, thấy không? Lý do này là do như vậy. Bây giờ mình cứ học Phật, mình nhớ Phật A Di Đà, mình tu hành, mình an lạc, mình vui vẻ. Nó đi đâu mình không cần nói tới, không cần hỏi han. Bình thường về mình lo cơm nước, lo giặt đồ, đàng hoàng, nhà cửa sạch sẽ. Nó đi đâu nó đi kệ nó, mấy ngày kệ nó à, nó đi xong nó về thôi. Bắt đầu là mình ở nhà mình lau nhà sạch sẽ, mình ngồi mình niệm Phật, mình nghỉ ngơi, mình bóc pháp, mình cười chơi. Được không? Tích tụ năng lượng rất là nhiều, hiểu chưa? Nó về nó gặp mình sáng sủa đẹp quá mà mình không cần ngó ngàng, không cần hỏi han đến. Nhưng thật sự thương sống thương. Sống mà không thương sao sống. Nhưng mà mình phải biết đem cái tình thương nó ẩn nhẹ một chút. Đó là cái trí tuệ. Còn nếu như ngày xưa thì mình quá bộc phát, mình gần gũi người ta mình quá bộc phát, một cái tình thương đó nó quá lộ lẫy. Từ nơi đó mà người ta chán mình. Cái gì mà lộ lẫy quá là người ta chán mình, hiểu chưa? Cái gì mà lộ lẫy quá là người ta chán. Cái gì mà mình muốn cho người ta quá thì người ta sẽ không thèm nữa, hiểu không? Bây giờ thí dụ như bây giờ người ta muốn hung vô cái mặt mình, quá muốn thì người ta hung, người ta thích. Nếu mà mình đưa cái mặt ra mình nói hung đi. Thôi đi ra chỗ khác. Ghê quá chậu. Cái mặt gì đâu đưa tôi hung hoài kỳ cũng thấy ghê. Thấy chưa? Cái nguyên lý là như vậy. Nên mấy chị em phải nhận. Hiểu không? Đó, cái lối sống đặc biệt. Ý quan trọng nhất là gì? Dưỡng tâm. Dưỡng cái tâm. Chứ đừng có mà nó đi lại đằng nhà nào cái mình điện thoại à, anh Tư, anh Tư cho em hỏi nha à, chồng em có ghé đó không? Rồi xong mình gọi qua bé Hai. Bé Hai ơi, chồng chị có ghé không em? Mình gọi xong cái tự nhiên đi xe về. Cái đi xe về tới nhà, vô nhà cái mình cứ nhìn. Mấy bà ghen là cái mặt ưa gì nè. Nhìn từ chân nha tới cái đầu, nhìn cái đầu xuống cái chân. Xong cởi áo ra thay đồ, xong vô lấy đồ hủi cái áo. Có mùi gì lạ lạ không? Ghen đến mức mà ghen ba trợn luôn. Thấy chưa? Thê thảm đúng không mấy bà? Cái này cũng có chứ không phải không có. Hiểu chưa? Thê thảm quá. Mình lôi đồ mình đi giặt đãi chứ rồi để quan tâm chứ cho nó mệt chứ. Ha? Hiểu chưa? Hiểu cái cù lẳng đó chưa? Xả. Hiểu không? Còn bây giờ chia sẻ Phật pháp là phải chia sẻ nó rõ ràng. Nó rõ ràng cho các anh em chị em hiểu. Chứ nói mà nói mé mé không tao không hiểu. Nhưng mà nói gì nó không buồn ngủ nghe.
mặt tỉnh veo thấy chưa. Bởi vì những Đức nói quý vị mà về đây 4 ngày nghe, những Đức nói nghe, quý vị dư dốt, biết bao nhiêu chuyện, hiểu thêm bao nhiêu chuyện, về còn chia sẻ cho các chị em khác. Những Đức nói mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê mà biết cách sống á, mấy bà trẻ lại liền. Tại vì sao? Vì mấy bà rảnh nhiều thời gian quá. Chủ nhật đi đến đây tu, lúc nào mà thấy rảnh rảnh đi vô đây tu một tuần. Tại vô đây tu có cần lo nghĩ gì. Mỗi ngày tu xong mới đi vòng vòng chùa ngắm hoa chơi. Ngoài đời đố có thời gian ngắm hoa, đúng không? Bận bịu cũng chết thời gian đâu ngắm hoa. Có người mình mà nhìn được hoa, nhìn được chim hót, nhìn bầu trời xanh, cái cảm giác nó vui như vậy thì con người nó trẻ. Nếu con người mà sáng mở mắt ra, tiền, sự nghiệp, buôn bán, nghĩ hoài gì nó già chát à. Nó nghĩ mấy thứ đó nó nạp vào trong đầu óc mình nó già luôn á. Những Đức mà có đủ năng lượng đi nói chuyện với quý vị là sao? Biết không? Là những Đức có nhiều thời gian. Khi những Đức đi qua Đại Tùng Lâm, những Đức đi vòng vòng cái vườn rau nha. Mình đi vòng vòng vườn rau mình nhìn rau ngon quá. Nhìn lên trên cái cây chim hót nói chim hót hay quá. Hiểu không? Đó, cái cảm giác của mình với nhân sinh, đúng không? Nhìn thì giống khùng khùng vậy đó, nhưng mà an lạc. Kệ. Tại vì sao họ nói mình khùng? Vì họ đâu có an lạc đâu mà họ hiểu được cái an lạc của người tu. Cái người tu an lạc nên người thế gian người ta cho người an lạc đó khùng. Tại vì sao? Vì mình an lạc họ không có hưởng được sự an lạc đó. Quý vị nói cái chuyện nói này là đơn giản. Một cái lá cây, một cành hoa mà người ta dịnh mà người ta nói chuyện với nó, mà quý vị nghĩ cái cảm giác này không đơn giản đâu đó nghe. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói tình dữ vô tình đồng viên chủng chí là một thể. Một cái chậu cây bị thương nó là giữa quý vị với nó là một nguyên lý liền. Quý vị coi bây giờ quý vị trồng một cái chậu hoa 10 giờ mà ngày nào sáng quý vị cũng ra bị chăm sóc, bị nói chuyện với nó, bị cười với cho nó nghe, bị thương nó đi, nó chậu hoa đẹp lắm. Còn cái hoa 10 giờ bị bỏ đại nó cũng chậu hoa mà quá ấm nhơm. Rồi nó vẫn cảm giác được cái điều chúng ta thương yêu đó. Đừng có nói không có cảm giác nghe. Người ta đã thí nghiệm ở trường đại học rồi ở nước ngoài. Hai cái cây người ta để, một cái cây người ta để tao ghét mày, một cái cây người ta để tao thương mày. Vì mà cái cây tao thương mày nó tốt, còn cái cây tao ghét mày một tháng nó chết queo. Thấy chưa quý vị, thấy không? Nó rồi nhà khoa học ông Giang bụng thắng đã thí nghiệm nước rõ ràng. Nước biết nghe, biết thấy, biết rõ ràng thiện và ác của người luôn. Vì thì cơ thể chúng ta là 70% là nước. Nếu như chúng ta mà an lạc mà vui thì tức khắc mặt hồng lên. Tại sao có những người nói như Đức chia sẻ Phật pháp là mặt hồng lắm? Vì sao? Vì máu nó bơm lên não điều. Thấy chưa? Vì nó an lạc xong máu nó bơm lên não làm cho bộ não mình ướt át, không bị khô khan. Tại sao da mặt người ta bị khô khan? Vì máu nó không bơm lên não được, làm cho bộ não bị đóng băng nặng nề, phiền não. Phiền não rồi thì tự nhiên da mặt khô khan. Quý vị coi những Đức bây giờ càng tu da mặt nó càng mềm. Thì biết cái da mặt mà mềm là người ta thích nghe. Thật sự mà nói người phụ nữ nào da mặt mà mềm mại là người ta thích. Còn đụng vô mà cái mặt mà chai ngắt. Quý vị nhớ những Đức nuôi bao nhiêu bà già, những Đức kinh nghiệm tất cả những bà già luôn. Kinh nghiệm cái gì? Bà già này vui vẻ như Đức lợi gờ mặt bà thử, da mặt rất mềm. Một bà già sân si như Đức gờ vào da mặt chai ngắt. Hiểu nguyên lý rồi. Bà này sân si nên da mặt bà chai ngắt, không có mỡ. Còn một cái người á, mà người ta an lạc, người ta vui là thịt mỡ, da mịn liền. Quý vị phải nhớ, khi da mặt mình mà nó mịn thì tức khắc ở trong nó có tiết ra một cái chất an lạc làm da mặt mịn. Còn khi một cái người sân si là nó khô khan càng gọi, da mặt mình khô lắm, có đánh bao nhiêu kem vô vẫn là giả bên ngoài, nhưng da mặt nó khô khan, hiểu chưa? Nên cái tâm an lạc là việc cực kỳ quan trọng để dưỡng nhan sắc. Nên phái nữ phải hiểu cái nguyên lý giữ được nhan sắc, đặc biệt là cái gì? An lạc. Thấy không? Ôi ôi, nói chuyện cái này hứng. Thấy không? Nói này gia đình sát sanh mà sao kéo dài dữ vậy? Sát sanh mà kéo dài ác đạn. Làm nghề mai mối chết cái chỗ này, mấy bà nhiều chuyện nhiều điều, mấy ông cũng làm nghề mai mối, thấy không?
Tự nhiên cái chuyện của người ta đi đếm người ta lại cho người ta đến với nhau, nó hạnh phúc nó mua cho mình cái bánh bông lan đem cho mình ăn. Còn nó không hạnh phúc nó đốt nhà mình đó. Ở dưới quê dưới đất ngày xưa có cái ông đó, ổng đi làm may làm mối. Cái lúc nó mới cưới nhau nó hạnh phúc, nó thương nhau, nó cứ lợi thăm ổng một hai lần nó mua quà cho ổng. Vậy mà mai mốt hai vợ chồng nó quýnh lộn, trời ơi nó lôi ông hai ra. Thấy chưa? Nên người xưa ta nói ở đời có bốn cái ngu: làm may, lãnh nợ, gắt khu cầm chậu. Cái này ý nói là không hay, không cần giải thích nhiều đúng không? Không đặc biệt. Kệ duyên nợ họ tự đến, tự gặp nhau. Mình đừng có chen vào cái duyên nợ của họ coi chừng mình dính nợ. Nghe không? Đừng có đi làm may làm mối cho ai, nghe chưa? Đó, làm may làm mối cho người ta tu á thì hay. Mà làm may làm mối cho người ta để đến với nhau đi đẻ con á là nợ. Hồi chết, đừng lên làm. Thấy chưa? Dẫn gái ăn cò. Trời, cái này mới chết nữa. Nghề này là chết. Có không? Có chứ. Dẫn mấy người làm gái ăn cò. Ví dụ như bây giờ dẫn một người này đi là đi đến với một người đó, họ ăn được bao nhiêu tiền cò? Nó có cái nghề đó nữa quý vị à. Cái nghề là cái nghề thách đức nhất nè. Mà mấy cái thằng này toàn là mấy thằng dữ dữ, mà Nhân Đức nói cái này chắc nó cũng kênh Nhân Đức. Mà kênh làm gì được nhau? Thấy không? Người ta đi tu rồi, bây giờ tôi nói điều này là tôi nói cái điều thật sự để mà tránh tội lỗi. Về sau cái quả báo nó kinh khủng, nó không tin thì chờ xem sau này rồi biết. Khi khổ te tu rồi mà nếu nghe cái công đoạn này thì vô đây tu vớt cho. Thấy không? Nghiệp tạo nặng nhưng mà nếu mà nghe đây là cũng kết duyên rồi đó, nghe im đi. Rồi cứ chờ xem sau này khi te tu tả tơ tàn tạ rồi đi vô đây những đức cho vô vào một niệm niệm Phật. Đúng không? Phật nói chúng sanh ai cũng có tâm làm Phật, mà giờ người ta chưa chịu nghe, chưa chịu tiếp nhận, mà sau này người ta đủ duyên thì đến giúp người ta chứ. Nói không? Đâu có tiền. Buôn bán gian lặng. Buôn bán gian lặng, căn già căn non. Bây giờ người ta trả giá thấp, thiệt là thấp, bán lờ đừng bán. Chứ ai mượn bán để căn thiếu để mất uy tín. Buôn bán gian lặng vì tiền bạc gia đình mà cuối cùng mình đi tạo nghiệp, mà cái nghiệp này nó chiêu cảm con mình vô đòi nợ mình. Cái quả báo là con vô đòi nợ nó còn ác nữa. Bây giờ nó trả giá thấp chủng không bán. Em có lời gì không? Chị đến nơi khác chị coi coi, nếu mà giá cả em mà được thì lần sau mua giùm em. Còn cái này em bán cái kiểu này em căng thiếu nó kỳ dữ lắm. Chị em biết tu rồi. Trời trời, lúc trước em căng mua căng thiếu lắm, bây giờ em nghe thầy giảng em có giá. Mà bây giờ chị trả giá cái này em bán mới được đâu. Chị đi đến nơi khác thì coi coi hỏi có phải cái giá em là nó thấp nhất không. Nó em nói thật đó, chị bây giờ mai mốt chị thương em, chị đến ủng hộ giùm em. Chứ em giờ em có dám làm điều tội lỗi nó, chị mua một ký em căng ký cho nó đúng đàng hoàng. Em bán mà em thấy nó lời thì em bán. Chứ lỗ em bán có tiền bạc nó mua con cái chị đó. Mình nói chuyện cái đó người ta thương lắm nghe tờ. Khi mình tu mình nói chuyện quê quê á, cái chuyện quê quê, nói chuyện quê quê người ta thương mình, người ta phái mình, thấy không? Buôn bán một kiểu đó trời, cái sạp bị bán đắt cho mà thấy. Hiểu chưa? Còn bán trái cây, bán này bán kia, những cái ngày 14, 15, 29, 30 người ta tăng giá, mình đừng có tăng. Mình đừng có tăng. Mà ngày đó mình còn bớt nhem nữa. Biết gì không? Xung quanh hỏi mình tại sao mà mấy ngày này ta tăng giá, ta lời nhiều, còn em mà đi giảm một chút nữa mà căng đủ luôn, là sao rồi? Tôi là Phật tử, đệ tử Phật. Tại vì bận bịu quá mấy ngày này không đến chùa lễ Phật được, nên người ta đi đến chùa mua hoa cúng Phật, mua trái cây cúng Phật. Thôi em là Phật tử, còn mấy chị thì không đi tu tùy mấy chị thôi. Còn em thì thôi thôi, em không đi chùa được thôi, cũng gỡ một tấm lòng một chút gì cho hàng Phật tử. Người ta đi cúng Phật mấy chị ơi, em không có dám bán mắt nói một câu vậy. Trời trời, ai mà trách mình, thấy chưa? Nhưng mà nhớ nghe, bán lợi ích 4 ngày lợi ích, nhưng mà nó bán nó mua nhiều nó còn thành lời nhiều. Nhưng mà mình vớt luôn 26 ngày, còn nó kiếm được có 4 ngày mình chơi luôn 26 ngày. Bán đắt 26 ngày kia là uy tín của 4 ngày kia, hiểu chưa? Rồi nó đồn nhau nó lợi ngay cho mình mua, tuy lợi ích nhưng mà nó mua quá nhiều, mình lời còn hơn cái đứa kia lên giá. Quý vị mà đúng mà kinh doanh như vậy thì quý vị giàu 100% là giàu luôn. Phải biết kinh doanh đừng có lời nhiều quá, mà lời ít thôi, nhưng mà phải có uy tín. Hai điểm này là sự thành đạt của người kinh doanh.
Hiểu chưa? Đó, đây là cái quan trọng đó. Đừng mở tiệm internet. Internet là gì? Bây giờ con cháu bị ghiền game phải bỏ học không? Bây giờ mình kiếm tiền từ con người ta bỏ học đi chơi game, có quả báo không? Quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Thì quý vị biết rằng những cái nơi mà mở tiệm internet chơi game, ghiền game cho trẻ em, quý vị kiếm tiền qua trường hợp này chắc chắn là có tạo nghiệp. Xã hội về sau con em sẽ không có tư tưởng nữa đâu. Vì con nít thì nó ghiền game đến mức mà nó không còn cái đầu óc để mà phấn chấn, để mà hướng đến một tương lai gì nữa chứ. Bây giờ người ta còn mở trường cai nghiện game mà. Nên từ nó đó đúng là một cái loại nguy hiểm. Thấy chưa? Đây cũng là ma nè, chứ không giỡn đâu. Quỷ diệt con người, mất lý trí, hiểu không? Bây giờ con em mình mà ghiền game học không lên nổi đó. Vậy thì như mình mở cái này là mình mở cơ hội, mình tạo điều kiện cho con nít ghiền game. Nghề này không làm. Thật sự mà nói, những Đức nói cho một số nghề thôi, chứ đâu phải là làm những cái nghề khác đâu. Những Đức chỉ nghĩ ra một số nghề thôi đó. Đừng bán những thứ gây nghiện ngập cho người khác. Đừng mở những nơi cho con em người ta dễ phạm tà dâm. Điển hình như những quán cà phê đèn mờ, những quán cà phê trò chanh, những khu du lịch cho tuổi trẻ dễ gần gũi, như cắm trại, xe giường đôi à. Những điểm này bị kiếm tiền là hơi bị căng, hiểu không? Bây giờ con gái con quý vị nó đi đến một cái nơi quán cà phê chòi, nó dẫn thằng con trai đi chung vô đó, ngồi trong đó muốn làm gì làm đó, con gái bị chịu không? Quý vị mở một cái quán tạo điều kiện cho con em người ta, phải có quả báo không? Bình tĩnh mà suy nghĩ nghe. Rồi bây giờ quý vị nói qua nhà mình sáng sủa là đúng, đúng không? Bây giờ tự nhiên trước nhà quý vị là một cái nhà mà mờ mờ không? Là quý vị biết mờ mờ là không đúng, đúng không? Mờ ám là không đúng. Vì cái nhà này mà ăn phát đạt không? Phát đạt của cái phước quý vị còn tồn tại. Đến một ngày nào hết phước nó sụp đổ một cái âm xong đó. Rồi quý vị biết rằng bây giờ như cái câu chuyện cắm trại mà bị ma nhập cái hợp như Đức kể đó. Đi cắm trại bây giờ con nít đi học bây giờ nó đưa ưa đi cắm trại, nó chơi theo tư tưởng của nước ngoài á. Những cái tư tưởng mạnh mẽ một chút, hiểu không? Đi cắm trại chỗ này chỗ kia, yêu đương với nhau, cái đầu đi đến của Đà Lạt hay là núi non vậy đó cắm trại. Hai đứa này cắm trại ngay chỗ cái người ta chết chôn ngay chỗ đó, mà mặt đất phẳng ngang bằng nó không biết. Hai đứa nó ăn nằm ngay chỗ mảnh đất luôn. Đứa con gái dở về nhà mà nhập vào nó, điên điên cùng cùng. Cuối cùng hỏi là ở đâu là hai đứa nó dám ăn ở ngay mảnh đất tu chết nằm ngay chỗ đó. Ghê chưa? Cái này nguy hiểm đó. Những Đức nói quý vị biết rằng, và Thượng Tịnh Không này cũng giảng ngày nói rằng, khi mà tiểu tiện chỗ này chỗ kia nơi văn vắng này nọ còn không dám làm bậy gì nữa. Có khi tiểu tiện ngay những cái nơi người ta tu hành, ngay những cái hang ổ rắn hoặc là những loài cáo mà tu, đụng những cái loài đó một cái là có chuyện xảy ra liền. Sao mà biết nữa, thấy không? Nên từ nơi đó người ta còn không dám tiểu tiện tầm bậy mà. Cái này là kỹ lắm, không có giỡn đâu. Đó. Còn bây giờ quý vị biết người ta tạo điều kiện, người ta cũng thông minh nha. Người ta tạo điều kiện những chiếc xe mà bây giờ trong đó xe người ta làm giường đôi, giường đôi, giường đôi. Những cặp tình nhân đi chơi chỗ này chỗ kia lên xe đó luôn. Những chiếc xe này tôi không dám đi. Vì sao? Vì những chiếc xe này nó quá nhiều thứ tầm bậy trên đây. Nó đến một ngày nào tự nhiên cái quán nghiệp nó xuất hiện, nhất là trên đoạn đường là cô hồn nhiều lắm. Mà nó lên xe đó mà nếu nó ăn ở trên đó thì bị nghỉ. Chiếc xe này thế nào cũng có gặp nạn. Nên xe đó mình không dám đi. Đây là tôi nhắc nhở thôi, vì định luật nhân quả, có hiểu chưa quý vị? Phải có sự nhắc nhở đó. Nếu như con em người thân của mình, người ta tạo điều kiện cho con em người thân mình hư vậy, mình chịu không? Quý vị đi đến chùa nghe những điều này, đúng là buổi giảng này là buổi giảng đặc biệt nè, để cho quý vị nhận thức được rất nhiều thứ. Biết rằng là cuộc đời con người cần phải kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền phải làm sao đừng tạo nghiệp. Còn nếu như kiếm tiền mà tạo nghiệp, đừng nên kiếm quý vị ơi, kinh khủng lắm. Cái quả báo về sau ghê lắm. Nên những Đức từng nói rằng tuổi trẻ mà nếu tích phước thì tuổi già hạnh phúc an vui, tuổi trẻ mà sạch phước thì tuổi già bị sao thê thảm. Vì nhìn tất cả những người già mà đi lụm bọc ở ngoài đường hoặc là ngủ vỉa hè, để vì sẽ biết
Quý vị hãy đi tìm hiểu tất cả những người đó đi, chưa chắc lúc còn trẻ họ nghèo đâu, chưa chắc đâu. Họ cũng là có những người giàu lắm đó, nhưng mà tuổi tuổi già họ như vậy đó. Những cái đề học này nhắc nhở chúng ta rất là đặc biệt. Trước khi học tập tới những công đoạn này, thì những đức xin chúc mừng tất cả quý vị. Chúng ta đến đây phát tâm lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là thấy rõ ràng sự gia trì của Phật Bồ Tát. Giống như mỗi ngày mình được sống trong ánh quang minh của chư Phật Bồ Tát. Cảm giác cái từ trường mà nó đặc biệt đến mức mà chắc là mình ở đây lâu mình cũng chưa cảm giác được cái từ trường mà nó tốt trong như cái ngày 18, 19 và bữa nay. Mát mà lạ lắm quý vị. Thời tiết ở đây không có mát gì đâu, mà cái cảm giác mát dữ lắm, gió thổi mát vô cùng. Mà quý vị thấy rằng là trước ngày 18 là ngày 17 mưa và chuyển mưa rồi, nhìn thời tiết buồn lắm. Trước thời gian đó nữa thì thôi mưa dầm về cả ngày. Một số đoàn miền ngoài vô nói rồi, thầy tổ chức ở bên ngoài sân mà vì mưa gió chỗ này sao tổ chức đây. Nhưng trong lòng mình lúc nào cũng tin nghe, tin tại vì mình tổ chức quá nhiều lần, mình kinh nghiệm, tin dữ lắm. Ok, mình cứ quyết chí là mình tổ chức là tổ chức. Thì quý vị biết rằng là sáng 18 là ổn định hoàn toàn, và tới sáng nay là 20, thời tiết mát mẻ. Đây là cái điều mà chính chúng ta là người học Phật phải tin 100%. Và thời tiết mát và mình nghĩ Phật Bồ Tát từ bi như vậy, con người ta phát tâm đã tu gì thì nhất định phải thời tiết cho nó mát, tại vì người ta nằm không có chỗ nằm. Nếu mà nóng như lúc trước thì người ta sống cũng khó, nhưng mà đơn giản kiểu mà đông đúc kiểu này, mà ngồi đông kiểu này mà thời tiết mà hầm là không chịu nổi hết, nóng dữ lắm, ngồi nghe pháp không nổi. Nhưng mà giờ này ở bên ngoài rất là mát luôn quý vị, gió thổi mà mát lắm. Ngồi như hồi sáng thì Đức ngồi ăn cơm mà ở trên khu tăng mà khỏi bắt quạt gì hết, mà gió phía sau thổi mát như là lúc trước những Đức ở trên Đà Lạt. Thì quý vị biết cái này lạ thiệt á. Thì rõ ràng là quá nhiều người người ta tu, nên mình mà ở trong cái pháp hội này chắc chắn nghiệp nặng cũng chuyển thành nhẹ. Vì cái tâm nó an lạc, nó vui, mà quán căn trái chủ của mình đã nghe mình chia sẻ Phật pháp, người ta cũng cởi mở tâm tư. Nên quý vị thấy đông người vậy mà đa phần khỏe chứ. Quý vị biết rằng chùa mình trước một tuần lễ là các cụ sốt nhiều dữ lắm đó quý vị. Nhưng mà bữa nay là chúng chùa mình và các cô khỏe hết. Thì rõ ràng là mình tu hành mình phải tin rằng là cái cảm sốt bệnh hoạn đau ớn chuyện này chuyện kia với mình là cái nghiệp trước thử thách, thấy không? Nhưng khi mình vẫn quyết tâm mình tu, quyết chí mình tu là tức khắc quá giải. Chỗ này mình phải tin. Thì đây là thấy rõ ràng mình, quý vị để ý chỗ này nghe. Để ý cái chỗ mà lúc trước tổ chức với Quan Âm không đông như bây giờ thì mưa nghe. Tại vì sao quý vị biết không? Phật Bồ Tát biết được dù có mưa đi chăng nữa nó tổ chức cũng bình thường. Tại vì người ta nằm vừa vừa được rồi. Còn chiến này mà mưa không biết nằm ở đâu. Nên Phật Bồ Tát giang hộ không có mưa. Người thấy không? Đó. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta học Phật phải tin nè. Phải tin 100%. Nếu như mình ở đây mà thật sự không có tâm tu á, không có cảm ứng. Nhưng những đức nói rằng là 2000 lại không có đơn giản. Quý vị coi lại bữa đầu là chúng ta đi giống giống người mẫu. Lại bữa thứ hai nữa thì đi nhẹ sờn giống hương linh. Thì quý vị biết rằng là nghiệp chướng tiêu trừ nên nhẹ sờn. Đi xuống cầu thang mà đi gì đâu mà cứ nhích đi. Nhẹ lắm, đi nhẹ nhẹ. Vậy đó mà ra lại là lại ào ào đó. Chứ không giỡn đâu. Ra lại là lại dữ lắm. Có sao chứ. Mà chở về phòng cái ngồi xuống cái võng, ngồi không có được. Tới ngồi xuống xong cái đứng lên. Nói trời là trời còn hơn là ông già 90 tuổi.
Hôm qua nằm xuống cái võng xong, khi mà đứng lên đứng không được, nó đau quá, đùi cứ ngắt đứng không được. Rồi xong cái nó nghiêng qua cái võng, cái võng nó chổng ngược nó mà vậy nó mà xuống lại thì lại ào ào, nó lạ không, chân không có nhức gì chứ á, mà về phòng là vậy đó. Thì vị biết rằng cơ thể thân tứ đại mà dùng nó dữ quá, vừa giảm vừa lại vừa la chấn động thân mình luôn chứ giỡn đâu. Nhưng mà chắc cái tâm mình tu ở đây cũng chấn động đến cảnh giới chư Phật Bồ Tát luôn. Tại vì thật sự những đức nói công nhận là cái lượng Phật tử chùa mình chịu tu thiệt. Mà quý vị cũng thấy ông thầy chùa này cũng chịu tu thiệt. Thấy rõ ràng luôn không? Mà những đức mà đến quý vị vậy, vì về đây dù là khó chứ quý vị cũng thấy vui nữa. Tại vì sao? Vì ổng vậy mà sáng xuống tu với mình rõ ràng 100% luôn, mà buổi nào cũng tiếp mình rõ luôn rồi còn gì nữa. Nghĩa là ổng đưa ra thời khóa tu thì ổng tu chung với mình như vậy luôn, thì quý vị thấy rõ ràng luôn. Nếu như bây giờ buổi sáng như đức nghỉ tu, quý vị cũng không trách được như đức. Nhưng mà những đức nói tu nó tốt cho mình, nó tốt cho người ta, lên tu một thờ buổi sáng nó lợi ích dữ lắm. Đây là những đức nói 100% luôn, tính kỹ vì kinh nghiệm rồi, thấy không? Nên quý vị thấy rằng là chúng ta siêng tu là đặc biệt. Cái hội chúng của mình hồi tối mà những đức nói quý vị nhìn đúng là trang nghiêm, đúng là chất lượng gì đâu. Nên những đức nói rằng là cuộc đời của người chúng ta có được phương pháp tu mừng dữ lắm quý vị ơi. Đúng rõ ràng phương pháp tu nó hay gì đâu. Những đức nói thiệt quý vị chứ, cái phương pháp lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này của thầy Vấn Nhàn, phương pháp này hay dữ lắm. Những đức nói thiệt hay dữ lắm. Những đức coi trên mạng kìa, có một số đoàn kìa, người ta bấm cái phương pháp tu của thầy Vấn Nhàn người ta lại, mà không phải phương pháp bây giờ đâu, mà phương pháp cũ á. Thì những đức nhìn từ chỗ đó thôi, những đức thấy cái phương pháp này chắc chắn người ta tiếp nhận, người ta tiếp nhận 100% rồi. Nên những đức cả đời những đức là duy trì phương pháp lễ Bồ Tát, lễ Phật là phương pháp này, phương pháp của thầy ở trên, những đức lấy hoài luôn, không có cái bản mới đâu, chắc chắn quý vị luôn. Cả đời mình miễn lợi ích cho người ta thôi, những đức mới quan trọng cái gì của những đức hay của ai, miễn của ai hay là những đức lụm, mà mình là chuyên đi lụm, chuyên lụm, đúng không? Không, những đức ghê lắm, bởi vì cái gì của ai hay là bị những đức lụm xanh nhách chứ. Những đức nói cái đó là của người ta luôn, những đức dùng luôn á. Cần gì cái của mình, miễn lợi ích cho người ta thôi, quan trọng gì cái của mình cho nó mệt chứ. Khỏi cần suy nghĩ, nó nhức đầu. Cái nào của người ta hay người ta tính cho đã đi, cái nào hay đưa ra mô hình mình xin. Mình nghèo quá mình đi xin phước cho rồi, nhưng mình cũng không có thông minh thì mình nghĩ làm chi cho nó nhức đầu. Nó thiệt đó quý vị, cả đời cứ học gì đi là giỏi à. Người ta cũng không có cười mình đâu, quý vị đừng có sợ cái đó của ai chứ. Cái đó là tốt thì cứ sử dụng đi, cái gì mà hay thì cái cứ phổ biến đi, thấy không? Đừng có ích kỷ, đừng có nghĩ cái của mình, đừng có nghĩ mình là người có sự thông minh và đào tạo ra, đừng có đi chế biến chi thêm cái nhiều, mệt lắm. Phương pháp lễ Quan Âm này những đức công nhận là hay. Có cái là lễ ào ào, mà càng lễ viết làm như trong cái lúc lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó nghe. Quý vị biết rằng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm những đức có hiểu đâu quý vị, mà những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm viết danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm những đức hiểu luôn á. Cái danh hiệu tiếng mà nguyên văn á, những đức đọc những đức hiểu cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm á, đọc viết những đức hiểu luôn á. Công nhận không? Không muốn hiểu cũng tự hiểu nữa. Thì ra rõ ràng niệm Phật với cái tự hiểu, niệm Bồ Tát với cái tự hiểu à, rất là rõ ràng. Cái này là tin 100% luôn à. Đó nên á, hồi tối mà quý vị thấy không, đang lễ tự nhiên á, trong tâm mình nói ủa sao mình không lễ mấy câu cho người ta vui ta. Từ là ban vui, thì lễ Phật lễ Bồ Tát là vui, hiểu không? Nó từ là ban vui, thì bây giờ từ bi, thì bây giờ miễn sao người ta tu mà người ta vui là thích tu. Vì thế hồi tối những đức niệm mấy câu, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cố lên. Người ta vui thấy ghê, lúc đó người ta hết chân mệt phải không? Nó rồi nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Hỷ Quá. Nhưng cái danh hiệu này đâu có sai đâu. Danh hiệu này danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát cái gì. Dù nhà đức có tim đi chăng nữa cũng là của Quan Âm Bồ Tát nè. Cố lên mà Quan Hỷ Quá là của Phật Bồ Tát chứ của ai. Thì thầy đâu có sai. Nhưng mà ngộ thay là ta rất là vui nha. Nó nghĩa là rất là đặc biệt. Lúc mà người ta vui lên cái là người ta khỏe.
hình như là hội chúng ta hưng khởi liền, mà im ngộ nghe. Thì ra mình thấy căn tính phàm phu mình cứ bắt nó im, nó tôi không có nổi rồi, bỏ cuộc á. Nên nó không có được. Rõ ràng mình hiểu ra Bồ Tát Quán Thế Âm từ từ là ban vui cho người ta tu, mà ta vui là ta thích rồi đó, bi là cứu khổ, hiểu không? Bây giờ người ta dùng cái danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát là từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ, vì miễn sao mình lễ mà cho ta vui thôi. Thế vì đừng có nói rằng bây giờ họ lễ gì đâu mà vui mà cười dữ, thiếu sự cung kính tầm bậy. Sao chúng ta chấp cái khổ không, lạ thế ghê. Cái nào mà cho người ta tu mà người ta vui là Bồ Tát Quan Hỷ rồi. Vì biết cái chữ quan hỷ là cái chữ vui, chứ cái chữ quan hỷ có ai mà ngậm cái miệng lại. Có ai nói quan hỷ mà cái mặt hỏi mặt kỳ quan hỷ. Quan hỷ mặt kỳ cục cái thợ. Nó nên mấy cô trong biết nghe, làm mệt nghe cái mặt cười lên cho tôi. Không cười coi chừng bị quýnh đó. Nên từ nơi đó quý vị thấy người bên cạnh những đứa không? Như mấy cô mình không? Ra chặn lại thấy ghê chưa? Nó đơn giản bình dị, không có bị văn tự, không có bị hình tướng gì bó buộc á, quý vị thấy không? Ra lại là thầy trò ào ào vậy. Mấy cô làm ầm ầm, nó hưng khởi tâm mình lên thấy chưa? Là tá lả ầm bình. Nó có nghĩa là ông thầy chịu chơi, hướng dẫn đệ tử chịu chơi. Gan. Quý vị thấy không, mấy ngày nấu ăn vậy những đức nói nha, nếu như mà không biết cách sắp xếp thì cũng chết. Nói thiệt luôn, những đức muốn nói đây để cho tất cả những người tổ chức chương trình hãy suy nghĩ cho những con người người ta đến ở với mình, cho người ta được sống. Đừng có nghĩ rằng cứ tổ chức đi rồi không quan tâm đến cái người thường trụ, nó bứt hết trơn rồi lấy đâu làm đây. Trước đó một tuần những đức làm việc tư tưởng về nội tâm, rồi những đức bố trí ra cái việc giờ này là cho nguyên một nhóm đi ngủ tới 11 giờ. 11 giờ cái nhóm đó xuống thì cái nhóm mà làm tới 11 giờ này đi nghỉ, còn tất cả các thầy các chú cũng đều quy ra vậy, ai cũng được ngủ trưa hết. Thì tức khắc đại chúng chúng ta tâm trạng nó thoải mái và làm việc. Còn nếu như mà không sắp xếp ra mô hình này, không ai sắp xếp được hết, thì bắt đầu là nó làm tá lả bình, nó cứ lao nó làm. Thì trong vòng 1 ngày rưỡi thôi là bắt đầu là nó đơ, nó phiền não cái mặt nó gì nè. Mình mà vô mà xin cơm, cô cho tôi hộp cơm, mệt chứ lắm, cơm. Ăn nổi không? Rồi quý vị về đây quý vị sao vui nổi? Thấy không? Quý vị thấy không? Tối đi giác mền, giác chiếu đồ này kia, ai cũng đều quan hỷ. Vì sao? Vì ông thầy hướng dẫn là phải quan hỷ, phải vui. Người tu là phải vui, nhớ nghe. Đó. Tu hành vui là đặc biệt à, nó đi quý vị đi về đây là tích tụ năng lượng đặc biệt. Những đức nói lễ 2 ngày mà nhìn xuống á, nhìn thấy càng đẹp thêm. Thấy chưa? Chứ cái kiểu mà chỗ ăn chỗ ngủ chặt chội cái này nó héo queo luôn. Lễ 2 ngày rồi bà nào bà nấy cái mặt. 4 ngày chứ bà nào bà nấy đi về, đi tướng bà nào bà nấy đi gì đâu mà chồng về nó hỏi thấy mày không được rồi đó nghe. Đi đâu 4 ngày nay mà về thấy tướng tá gì kỳ cục, bèo nhèo hết trơn người trời, đồ đạc thì nhăn nheo, áo sống gì đâu mà nghiêng đồ này ngã đồ kia. Tao thấy mày, tao của chừng tao quýnh mày chết mày bây giờ mày đi. Nó thấy chưa? Còn cái này mà đi về mà gương mặt này mà về nó đi đâu mấy ngày về tao thấy đẹp quá trời, thấy ngon rồi đó không? Tại vì mấy ngày giờ đây vui vẻ quan hỷ, đúng rõ ràng nhất tâm đảnh lễ quan hỷ quá. Thấy không? Cứ là nhất tâm đảnh lễ quan hỷ quá, Quán Thế Âm Bồ Tát thấy đặc biệt quá, thấy chưa? Đúng là những danh từ tuyệt vời ha. Nên người tu hành quan trọng là gì? Quan hỷ vui vẻ. Nên chúng ta nói mạnh dạn một câu, từ hôm nay chúng ta biết nhau và chúng ta gặp Phật pháp và gặp pháp môn tịnh độ này, chúng ta từ hôm nay trong mọi hoàn cảnh chúng ta đừng nên khổ nữa. Mọi người chúng ta đừng nên khổ nữa. Vì cái số phận của mình như thế nào là mình sống như vậy. Chúng ta khổ thì nó cũng phải như vậy. Nếu như chúng ta vui nó còn thể thay đổi số mệnh cuộc đời. Những đức nói quý vị mà chỉ cần sống lạc quan thì tức khắc số mệnh thay đổi liền.
Con người mà sống lạc quan, sống vui, biết tu hành, biết sửa đổi lỗi lầm thì nghiệp chướng gì cũng tiêu và phước báo gì cũng tăng 100%. Đó. Còn nếu như mỗi ngày á, mà cứ là cái mặt nhìn là biết nghèo à, đi thì hôn hôn nó trắng ra. Nhiều khi số phận sanh ra đời, cặp mắt nó quan trọng lắm quý vị. Mà có những người tự nhiên cặp mắt của người ta, chào cô, cặp mắt nó thảm lắm quý vị, thấy không? Nhưng mà bây giờ gặp chùa mình cặp mắt vậy nó cũng vui luôn nữa. Nó vui là cặp mắt vậy nó cũng thành vui nữa. Không, cái cặp mắt nó quan trọng lắm nha quý vị. Khi con người mà nó tích tụ năng lượng đầy đủ, cặp mắt mình nó sáng lắm, nó chết cũng nhanh nè. Còn cặp mắt mình mà thiếu năng lượng là cặp mắt thiếu năng lượng gặp thầy, dạ con chào thầy, chào cô, thầy khỏe không thầy? Nhìn mặt là biết rồi. Thấy chưa? Nó từ nơi đó con người á, con người mà tích tụ được cái niềm vui của nội tâm là quý vị biết rằng là nhảy phát lại cười liền. Nên chúng chùa mình mà Phật tử gì chùa mình đúng là rõ ràng nhảy cười. Nếu như quý vị mà thường không cười, không cười được, quý vị nhớ nha, trong nguyên một cái số lượng người ta cười mà quý vị mà chỉ cần không cười thôi là quý vị có vấn đề 100% luôn. Vấn đề rồi. Quý vị nói không có lý do gì cười, nghe nhưng mà không cười được. Ôi trời, bao nhiêu con người ta cười, tại sao mình cười không được? À, ngộ không cười. Tại sao à? Tại thường ngày đâu có cười. Thường ngày không có cười sao cười để sợ. Còn thường ngày bị cứ cười hoài, nó quen rồi. Mà có người mà cười nhiều nó thành có duyên. Bây giờ những đứa hỏi tất cả quý vị, ai không thích người khác cười? Thật sự mà nói xấu cỡ nào mà cười là thấy mình thích rồi. Rụng răng mà cười mình cũng thích nữa. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị súng hai cái ngăn cửa đây, quý vị thường ngày đi đâu cũng là quý vị mất sạch cái duyên luôn. Còn quý vị súng hai cái ngăn cửa nghe, mà quý vị mỗi lần cười nghe bị đưa ra vậy đó là người ta nói công nhận bà này, bà súng răng mà sao bà có duyên ghê trời, nó làm bà cười ngộ ghê. Còn gặp quý vị mà chùi lũi không còn cái răng nào nghe, là mà quý vị cười mà hả cái miệng ra luôn là nó cười giống y gan Di Lặc Bồ Tát. Ừ, còn gặp mà mình mà đã rụng răng rồi mà mình đi đâu mình cũng còn cười là cười kiểu này là nó không phải là phát ra nụ cười thật sự, hiểu chưa? Nó nên con người cái chuyện cười là vô cùng quan trọng, cái niềm vui mà đâu phải đơn giản, phải nội tâm phải an lạc rồi tự nhiên nó mới cười được đó. Nên quý vị về đây đúng là rõ ràng chúng ta đang sống trong ánh quang minh của chư Phật Bồ Tát, đúng là hạnh phúc quá, quá hạnh phúc. Tại vì sao? Nói mà cái chuyện mà chúng ta tổ chức chương trình này thôi là những đức nói thiệt chứ cõi giờ bây giờ người ta ở chỉnh, người ta cũng đang ủng hộ nói chuyện, các cõi quỷ thần đều ủng hộ hết. Tại vì sao? Dù mình là phàm phu mình còn sai, nhưng thật sự mình tổ chức mình không có một ý niệm gì mình kiếm vật chất tiền bạc cho cái này là 100% luôn. Những đức nói với vị nghe chứ những đức tổ chức, những đức lo bao nhiêu chuyện vậy đó, mà có dư một chút đỉnh. Bây giờ nó thì cái trong 4 ngày mà cúng dường người chư tăng thôi, tuy là những đức bỏ bao thư có 200.000 đó quý vị, nhưng mà 4 ngày này những đức phải bỏ ra khoảng 350 triệu cúng dường á, 4 ngày á. Thì vị coi đó là một cái chuyện bình thường cúng dường chút vậy thôi đó, thì quý vị biết rằng là dư được chút đỉnh những đức đem đưa cho người ta chứ. Một ngày ở đây quý vị bỏ thùng tam bảo, còn cái thùng phóng sanh được có nhiêu đâu thì những đức cúng dường chư tăng hết trơn. Mình cứ làm như vậy đi thì con người mình vui à. Rồi xong rồi mà những đức có dư chút đỉnh những đức đem đưa vào thượng xây dựng. Có nghĩa là cái chương trình những đức tổ chức rất là sập. Những đức đi qua Đại Tùng Lâm, những đức nói quý vị bỏ thùng tam bảo cúng dường cho hòa thượng xây dựng. Có nghĩa là cả cuộc đời mình mà đi đến đâu cũng như vậy thì đúng là bạn của mình là đúng là bạn bốn phương.
chắc chắn luôn. Nhớ, quý vị phải tin chỗ này, không phải là cầm tiền đó là của mình đâu, mà là tạo phước trong mạng đó là của mình. Đi đến đâu cảnh giới cũng thịnh hết. Nếu hiểu được nguyên lý này, đi đến đâu cũng không cầm tiền về hết. Tại vì sao? Cho người ta hưởng đi, phước nó vào mạng mình hết. Khi phước mà nó vào mạng rồi, lúc cần tiền là nó có tiền, còn đủ xài thì nó nằm im vậy đó. Khi cần là nó sẽ có liền. Quý vị vô cùng tự tại, có nhiều chi mất công giữ, sợ ăn trộm ăn cắp. Đó quý vị nhớ nghe, tu phước tu duyên là một cách đặc biệt để bỏ của cải vào trong mạng, không ai lấy được hết trơn. Mà tự tại vô cùng, những đức tin chắc 100%. Nếu cả đời những đức mà sống như vậy, quý vị có đưa những đức lên trên núi cao, trên bây giờ những đức cũng thịnh. Bây giờ đường không xe lên được, người ta cũng bò lên, chứ đừng có nói chuyện dưỡng chơ. Đó, phải tin chỗ này. Cho nên từ nào đó cái chương trình chùa mình thật sự là tổ chức, nó không có cái việc tiền bạc vật chất dính ở trong đây. Những đức có nghĩ tới việc đó, tại vì những đức thấy rằng là hòa thượng xây dựng chùa chiền, xây dựng chùa chiền nên những đức giảng còn xuyên xuyên qua cái chuyện đó cho quý vị, mà gọi là tu phước tu duyên cái chuyện chùa chiền hòa thượng xây. Vì tội nghiệp ông ngài ông xây chùa ông cần tiền, quý vị coi như cắt nhà mà không cần tiền sao mà được. Nên từ nơi đó mà lâu lâu ông hỏi những đức hoài, nên những đức kiếm tiền đưa hòa thượng thôi. Chứ những đức mà nói thiệt chứ không có dính cái vụ đó thôi. Những đức giảng thì những đức giảng là thôi khỏi cần nói, cắt luôn. Mà có nhiều lắm, không có thiếu đâu. Nên chúng ta gặp được Phật pháp là quý lắm quý vị à. Cố gắng tu phước tu duyên rồi có một phương pháp tu để cầu giải thoát. Chúc quý vị an lạc nha. Ai Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa niệm Phật và nghe chia sẻ Phật pháp xong, giờ này chúng ta cũng thiết thực và phóng sanh. Cái từ trường rất là mát mẻ và thoải mái, vì biết rằng là mình đi đến đây mà mỗi ngày mà phóng sanh và cúng tí thực đồ này kia đồ gì, thì người thân mình, những người chưa siêu thoát, người ta nhờ lớn dữ lắm. Quý vị mà an lạc mà vui vậy là do tất cả người thân mình và chư hương linh và quán thân trái chủ an lạc đó quý vị nhớ nha. Nên từ nơi đó mà mình thương người ta, mình nghĩ tới người ta, nên mình chia sẻ Phật pháp, mình tu hành, mình nòi hướng cho người ta, rồi mình còn cúng tí thực cho người ta dùng. Đó là cái tâm mà gọi là mình hướng đến người ta. Mà cái chỗ đa quan trọng nhất á, về đây được nghe Phật pháp. Nên tất cả quán thân trái chủ hay chư hương linh vì nghiệp phá thai á, nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Thì ở lại chùa này nè, mỗi ngày mình nghe Phật pháp, mình tu để mình hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỗ này mới là chỗ đặc biệt nhất. Chúng ta nguyện đem cái công đức phước duyên này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị sức khỏe, vui vẻ, an lạc, để mà mình tu hành cả đời của mình để sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này, nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết oan chết ức mà chết chưa được siêu thoát, và chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm tu hành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết vận tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự phận tự giai cộng thành phận đạo, nhớ đăng ngô tình chung ngã kim tí dự cung, thập phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết,
ngà đặng giờ hổ tình giai cộng thành phẫn đào nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung từ thực biến thập phương những tiết cô hồn không nguyện dị tự công đức vó cẩm nhật tiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành phẫn đào an một lũng lăng ta bà an một lũng lăng ta bà ta bà ha an ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng an ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng tam bà và việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ô vị vô danh nộ danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc bi a di đà phật 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 à quý vị về chùa chúng ta 4 ngày ngày nào cũng phóng sanh rất nhiều lần chắc chắn là sẽ trưởng dưỡng được cái lòng từ của chúng ta. Có những người biết Phật pháp thời gian lâu mà mình chưa ăn chay trường được quý vị, nên phát nguyện đi, ăn chay trường luôn đi, đặc biệt lắm, khỏe, vui, tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng ha. Rồi còn biết phóng sanh nữa, trong gia đình dù một con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng có giết. Lúc trước nhà mình còn thuốc chuột, mà càng thuốc chuột thì chuột nó càng đến hoài ngổ ghê. Rồi mình xịt thuốc, xịt mũi, xịt ruồi, xịt gián. Mà bây giờ mình nghe đạo rồi, mấy cái chuyện này đừng có làm nữa. Tại vì cái việc sát sanh là nó phiền phức dữ lắm. Tuy nó nhỏ vậy chứ nó cũng theo báo thù chứ không có giỡn đâu. Từ nơi đó mà chúng ta bây giờ nên trưởng dưỡng lòng từ, ăn chay trường và còn phóng sanh. Nên cái công đức phóng sanh rất đặc biệt. Nên chùa mình từng chủ nhật nào cũng mấy ngàn người ta về người ta tu, mà ta hưởng được sự an lạc dữ lắm. Nhiều người ta bệnh đau bế tắc, buồn chán vô cùng, mà về còn tu chủ nhật giết người ta an lạc ta vui. Nên từ nơi đó nhờ công đức mà nghe pháp niệm Phật và phóng sanh ăn chay rồi cúng tế thực này nó quá giải nghiệp chướng á. Nên quý vị cố gắng ở nhà mình niệm Phật, gia đình có ngôi tam bảo này kia, rồi mình tu hành ăn chay niệm Phật phóng sanh, vì tức khắc rất là an lạc. Giống như những con chim này nó cũng từng làm người nè, tạo nghiệp, có khi nó là cha mẹ của mình, nên Phật nói là tứ sanh phụ mẫu. Cha mẹ mình tạo nghiệp chết làm súc sanh đó. Nên từ nơi đó bây giờ mình ăn thịt súc sanh là mình ăn thịt cha mẹ mình. Nên Phật có nói trong kinh rằng chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau, người chết làm dê chết làm người, người chết làm chim chết làm người, thấy không? Nên cái nghiệp duyên này nó cứ xoay hoằng mãi. Nên bây giờ mình đi đến đây tu, một ngày mấy bữa phóng sanh,
nó trưởng dưỡng lòng từ, nó bị khỏe an lạc vui nè. Thì thấy nó mát chưa, thời tiết giống như Đà Lạt, mát mẻ an lạc, thấy chưa? Nó nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta phóng sanh những con chim này cảm ơn dữ lắm. Bây giờ chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho những chúng sanh này khi được thả ra nên ở xung quanh chùa, nghe danh hiệu Phật để niệm Phật cầu sanh cực lạc, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay vui vẻ hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. Rồi, A Di Đà Phật.